Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đề của mình. Và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tiếp tục với tựa game mô phỏng và quản lý xây dựng bãi đậu xe Parking Simulator này. Bữa trước thì mình đã cùng với các bạn trải qua một tập, phải nói là nó cũng hơi khó khăn một xíu nha các bạn. Tại vì tựa game này lúc mà mình trải nghiệm được một khoảng thời gian thì mình thấy nó cũng không có thú vị cho lắm á. Nhưng mà thấy có nhiều bạn kêu mình làm tiếp quá cho nên là ok, hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tiếp tục với cái series này ha. Và mình đang cố gắng lên level 3. Cái điểm reputation của mình đó các bạn là nó sẽ tăng khi mà các bạn nâng cấp cái bãi đậu xe của mình. Còn khách thì nó lên mà nó lên rất là chậm. Và khi mà các bạn có nhiều rác thì nó sẽ giảm điểm xuống nha. Các bạn phải đi dọn sạch sẽ rác thì nó mới tăng cái điểm lên. Đó, các bạn thấy nó lên 515 không? Để mình bỏ cái bịch rác cho nữa là nó lên luôn á. Đây. Và mình gắn lại cái cây barrier rồi các bạn. Tại vì không gắn á, nhiều lúc mà mình đi ra chỗ khác á là mấy con khứa nó chạy đi luôn. Nó sơ hở nó chạy đi luôn, nó không trả tiền cho mình luôn các bạn. Để cây ở đây thì nó còn rén rén, nó còn để lại tiền cho mình. Rồi nào mới để rác nữa rồi nè, đây nè. Đi chứ xe mày hơi. Gắn cái hồng rác ở đây đi gì? Thiệt luôn á, đi xe hơi bằng vậy á. Rồi mình đang order đồ người ta giao tới. Trời. Vô luôn anh ơi. Sao anh đậu gì túc bên kia đường như vậy? Ê anh. Ủa? Lùi lại hả? Ủa? Lùi này, lùi phong cách blue nè. Ê, không phải mày, kinh nghiệm 10 năm của tao không có như vậy đâu nha. Lùi gì đâu mà cái đít nó méo xẹo ghê quá. Rồi bây giờ mình sẽ đi lấy đồ, mình có mua đèn với là mình có mua hàng rào. Hàng tao rào để mua. Mình rào lại để tránh mấy hàng khứa nó vô nó trộm đồ với lại mấy hàng khứa nó vô nó xịt sơn tường mình á. Không mua thùng rác đi bạn. Không có bạn. Không có ý thức gì hết trơn. Bởi vậy, y như bạn luôn. Đây tôi phía sau này mình nhớ mình còn ô đúng không? À không. À đây. Đó. Rồi bây giờ mình đi rào bên kia nữa là xong. Khách tới bạn ơi, khách tới bạn ơi. Khách đâu? Nó. Khách gì à? Khách này mới có tiền. Khách vô có tiền. Hiện tại là cái mức tiền đậu nó vẫn như cũ nha các bạn, nó không lên được bao nhiêu. Tại vì mình chưa có nâng cấp cái bãi đậu xe của mình lên. 1 2 3. Quá đẹp luôn. Ở dưới cái ngày giờ của mình đó các bạn. Cái giờ của mình nó có một cái thanh hình bảo vệ thì khi mà mình lắp hàng rào như này nó sẽ tăng cái mức độ bảo vệ lên để giảm thiểu cái tình trạng là trộm đột nhập vào nó trộm xe. Nó tháo đồ rã đồ. Rã đồ hơi bị sót luôn á nha. Hôm bữa mình mới vừa đền xong 500 mấy đô nó tháo cánh cửa. Mấy anh chị ơi cho em xin rác. Công nhận bình thường là người ta là nó cái kính đúng không? Đá kính, đá logo, đá bánh, còn nó đá nguyên cái cửa luôn. Tháo nguyên cái cửa luôn mới căng. Ủa, 539 nè các bạn, lên được cái ngón tay. Mình mua cây trang trí. Đây. Đó là nó rồi. Vô đây. Ê, coi chừng. Ê, ủa bạn. Ê, nó phá hàng rào. Nó phá hàng rào mình kìa. Trời ơi. Ê mày, mày hết sạch sơn. Mày sạch sơn xong bây giờ mày phá hàng rào của tao. Báo lắm. Mình tưởng đâu nó chạy đi luôn chứ các bạn. Ai dè. Tại sao nó phá hàng rào, nó phá đằng sau kia, phá đây. Có nhiều anh chị chạy xe lạ lắm. Ủa rồi sao bánh xe mình nó không quay vậy anh? Anh ơi. Hình như ở dưới nó là có một cái cơ chế trượt khác á. Rồi mình gần đạt được cái đầu like của ngón tay rồi các bạn. Để coi mình còn một cái cục đèn mình trang trí cái văn phòng của mình. Đây nè, chỗ này để dành cho ai muốn chơi bóng rổ rồi chơi. Rồi giờ chắc mình trang trí cây để cho nó tăng cái mức độ lên rồi mình lên được level 3. Level 3 mình sẽ mở được một vài cái mới và như có thuê được nhân viên rồi á. Chứ thiệt sự là một mình làm nó khổ quá. Giờ này tôi thấy người dân ở đây hơi bị vội. Chạy một cái lũ đít nhau mà. Đây, level 3 là mình sẽ có khu đậu xe, level 2 một cái khu đậu xe mới. Rồi mình sẽ mở khóa được cái mái che. Có mái che các bạn, nhưng mà nhìn nó phèn quá. Mái che kiểu này đậu không biết nó rớt với đậu xe không nữa. Level 3 thì chưa có mở khóa được camera. Mở khóa được cái ghế thôi à. Này là mấy cái chậu hoa nha chứ không phải là thùng rác. Không phải là thùng rác. Mắt hoa gì mắc chi vậy? Ấy, cái gì mà 500 đô? Ở đúng rồi. 10 cái. 50 đô rồi, 10 cái 500 đô đúng rồi.
Đèn thì không, nếu ba mở được thêm máy bán cà phê tự động. Ok, order. Ba bán được cái đèn nữa. Rồi bây giờ công việc của mình là cứ đứng đây canh. Mình không có cần thả cây này xuống đâu các bạn, mình chỉ cần đặt cái chốt ở đây thôi thì xe nó tới nó tự động nó dừng lại để nó đợi mình lấy tiền. Trừ khi nào mà lâu quá thì nó mới bỏ đi thôi. Còn nếu mà các bạn không đặt á, các bạn chỉ cần khuất mắt nó thôi là nó chạy qua luôn. Mình bị lỗ tiền rồi, cho nên là thà mình bỏ ra 300 đô để mình gắn cái trụ đó còn hơn là mình bị mất tiền. Bởi vì mấy người như Blue me ghê lắm. Me sợ hở xíu là chốn. Tôi có ý thất âm á nha. Hôm bữa tôi đi ăn hả, tiền ta tính hụt hết dĩa rồi tôi không phải kêu đó nghe. Rồi đi chị ơi. Rồi mời anh già đi luôn anh ơi. Gán để mốt em nâng cấp lên thu phí bằng camera đồ này kia. Vô cái nó quét cái xong ra cái nó quét cái trừ tiền. Quá xịn. Nè anh này anh lùi còn đỡ nè. Đó. Nó vẫn hơi ghê. Còn cái con gì nó đậu tuốt ở bên kia đường luôn các bạn. Đóng cửa. Thả chó. Mấy cái này mình sẽ để ở phía dưới nha các bạn. Tại vì để phía trên nó đi nó rất là vướng luôn. Từ lúc mà gắn hàng rào cái chỗ mình nó đỡ trộm cắp hẳn. Nó một hồi nó bứt cái hàng rào bạn đi luôn. Nó đi phá hàng rào thôi chứ nó không có đi trộm cắp nữa. Mình để hai cái chậu hai bên cho người ta biết. Ê tính ra đây mình để ăn gian được nè. Nè. Đúng rồi. Mình để ăn gian á. Để ăn gian được nè, nó vậy để nè. Để chính giữa. Đó. Vậy thôi để gì luôn đi. Để mấy cái này nó cũng tăng được một ít xíu tiền. Đẹp trang trí rồi, hôm nay ai nhìn hoa nhìn cây đâu. Có bạn, đó đẹp liền không? Trời nhìn nó sống động liền. Bạn ơi, nó là không thì đúng là rồi, tại là... mình đi xa quá. Đó lý do mà mình không có hạ cây này xuống nữa. Chứ hạ xuống rồi nó gãy hết tốn tiền, cũng mua cây mới cũng vậy à. Báo lắm. Anh trang trí anh có được thêm tiền không? Được thêm đó. Like. Được thêm một... Ủa không? Ở đâu được thêm, được thêm xíu xíu á. Thêm xíu xíu á. Đúng rồi, với lại được thêm cái reputation á. Nè, ông già ông vô ông trộm xe nè. Ông ngon vô đây, tôi lắp hàng rào rồi đó, ông ngon vô đây. Như bẻ hết cái rồi bạn ơi. Hey, tiếng gì vậy? Mày phá hàng rào đó, mày phá hàng rào đó. Vậy đi chùa đi nha. Tịnh tâm lại đi nha. Ông lên chùa, phá chùa bạn. Bên này mình sẽ trồng cái cây này. Đại sứ mấy anh chị, em đi trồng cây cái rồi hồi em đi nhặt rác sao? Không ghét. Tại em có thằng nhân viên nhưng mà thằng nhân viên này nó hơi trốn việc. Nhân viên ngủ rồi. Một cây lên 3 điểm bạn. Vậy hả? Oh. Đó các bạn muốn lên level nhanh này các bạn phải trang trí nó lồng lộn vô thì nó mới lên level nhanh. Chứ các bạn ngồi các bạn đợi nó không biết khi nào nó mới lên luôn á. Này bây giờ lên level luôn nè các bạn tin không? Bây giờ mình đi xin rác nè, cho em xin rác. Trước anh kỳ thị với người ném dùng rác đó mà sao giờ xin dữ vậy? Xin rác để lên level. Tại vì lượm một cái là nó sẽ... Đó thấy không? Trời qua kia. Còn rác không anh chị? Còn nhiều lắm em. À không mày. Một cục rác. Ê, bình tĩnh. Rồi xong. Mấy này nó đẩy nhau các bạn, nó càng ngày nó càng đẩy nó ra tới đây luôn rồi nè. Hồi xưa là dừng có khoảng cách lắm nha, không có bao giờ mà mình thấy một cái kiểu mà đẩy dồn nhau vậy đâu, nhưng mà dạo này dồn nhau ghê lắm. Tại vì ông lượm cục đá nó bây giờ chạy ông lấy cục đá đậu liền. Để mốt tôi kêu còn đệ tôi. Ác dữ vậy trời. Ê, nãy tôi mới chọi cái bịch rác nó văng. 600 điểm mới lên level 3. Lượm cục ghét nữa đủ rồi. Đâu? Hai cục ghép nữa, 4 điểm. Hai cục nữa, một cục à, có 4 điểm mà. Rồi cúc. Trời ơi, ghép phải mở đèn pin. Thông cảm đi bạn. Giờ không đây, giờ không có thấy. Dạ rồi. Mang cái đèn pin của đâu hả? Còn cái đó. Rồi bây giờ đi trồng cây đi, trồng thêm miếng cây nữa là được. Ở đây, đây nè. Trồng cái này. Đó, level 3 liền. Ra lấy tiền bạn ơi, lẹ bạn ơi. Thôi kệ đi bạn ơi, mình thí đi.
Ủa, ghê vậy, giàu dữ người ông ta. kinh doanh mà ông làm như ông từ thiện vậy. Một chiếc có nhiêu đâu mà. Ok. Ủa, có thể nào đâu. Đó, đi ra đó, đi luôn rồi bạn. Đi mất tiêu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt đồ, tại vì mình đã có 30.000, 30.000 rất là nhiều luôn á các bạn. Tối quá không thấy đường. Tối quá sao đặt? Sao? Hồi sáng dậy thấy nó lệch hết. Đại đi, này đâu cần gì ghê gớm đâu mà. Trời ơi, đi bà ẹo à. Ổng ẹo như Blue vậy. Dạ, tao đi ổng ẹo nào mày. Bạn thấy gì? Nhưng mà tôi thấy đúng không bà? Em thấy cái gì vừa mới chạy qua. Xe. À không, có người. Người vậy? Có đâu, nếu mà có là chỉ có mấy thằng nó đi phá đồ thôi à. Từ từ. Rồi mời anh đi. Rồi mời chị đi. Rồi tới luôn anh ơi. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp thêm một bãi đậu xe nữa. Để xem coi là nó sẽ nằm ở đâu ha. 1.000 đô à. Từ từ để xíu đi, mình cho các bạn xem ban ngày để cho các bạn xem cho nó dễ. Bây giờ mình sẽ mua cái mái che. Mình đang chưa biết là trong cái khu của mình nó có bao nhiêu cái mái che. Ấy mấy cái này mình mua mình để xung quanh trước, có mua trước, đèn trước, không trước nhà mình cũng được nè. Anh không định mua đèn. Đèn. Đèn nó gắn cố định mà đúng không? Nó đâu cho mình gắn thoải mái. Cái đèn column này anh không biết gắn ở đâu nữa nè, anh chưa biết luôn á. Mua thêm mấy cái máy bán hàng tự động. Ý, quá ký rồi. Các bạn chỉ mua được 60 ký thôi à. Mua dữ. Giảm bớt cái gì ta? Giảm cái này trước đi. Giảm cái ghế. Cái ghế. Rồi ok. Trời đất ơi. Ôi ơi, giống như kiểu là cái con đầu. Cái con đầu này nè. Chị. Mấy em đang ngu quá chị. Tính ra ông gạt cái cây xuống cho lẹ ha. Nó hút cái cây luôn. Hút cái cây bạn. Hút cái cây tốn 300 đô cũng vậy rồi bạn. Sống rồi. Ờ bạn ơi, mình cho thêm cây đèn ở đây đi bạn. Không có cho, nó không có cho gắn ở đây. Kỳ cục vậy á. Không biết tại sao nhưng mà nó không có cho gắn ở đây. Tôi cũng muốn gắn lắm bạn. Chứ đi tối thui rồi mà nó không chịu. Đi hồ ma bắt. Ê ông già, ông già. Ê sao ông già ông vô được hay vậy? Hey, get the hell out of here. Mấy nào ông phá hàng rào mình không ta? Không, ông đi bằng cửa đó vô đó bạn. Phải không vậy? Ừ. Thì người ta đi đường đường chính chính vậy. À bạn. Ồ. Gì vậy? Đó là mình được mở rộng không? Mở rộng ra thêm á bạn. Ê bạn mua hàng rào căng lắm á bạn. Ê tính ra cái khu đất này là xung quanh là bốn mặt tiền luôn á. À gì? Giờ là gia đình mày giàu lắm á gì? Giàu không được. Chỉ giàu từ trong chiếc nước nhưng mà tại vì muốn đi làm cho có công việc này kia vậy các bạn. Chứ đâu có ai mà kinh doanh cái bãi đậu xe mà bốn mặt tiền mà mua đất một phát mà nó kéo dưới kia luôn. Ông giảm vô tự đường dưới kia các bạn. Me ghê được chứ. Ghê thiệt, tôi tưởng nó là ông phá hàng rào tôi. Ai có mà dè. Thôi tôi thí á, tôi cho đi á. Mốt tôi thấy cái tường bê tông cho khỏi qua. Ờ kìa, cái hình bảo vệ của mình, cái khiên của mình nó giảm xuống rồi kìa. Tới luôn. Tính ra nó cho cái khu đất ác nhờ. Ờ, khu đất ngoài gào mà luôn á. Tôi tưởng đâu là nó lên tầng á bạn. Ờ tôi nghĩ cũng nghĩ là nó lên tầng bạn. Ờ mình quá ký rồi. Quá ký rồi. Để đi trồng cây gắn đèn rồi, cái đã chưa xong hết. Từ từ bóp cái gì không biết nữa. Dí coi, dí mạnh lên. Mình có thấy mình cái này nó có gì các bạn biết không? Nó không có thể tạm dừng được cái bãi đậu xe của mình. Không có cách nào để mình tạm dừng được hết trơn á. Mốt phải lên cái tự động. Ờ. Này đặt ở đâu ta? Cái tự động để vào máy. Đây hả? À nó là những cái chỗ vừa trồng cây rồi vừa ngồi hả? Vậy hả? Mình tưởng nó đã đặt được trước nhà mình hay gì chứ. Nó đặt ở trên này các bạn. À đây đặt được nè, hợp lý. Mấy này mốt nó làm gì không ta? Để tôi làm cái quầy bán nước. Để thằng kia mà tới đây. Tới đây, chuẩn bị cây khỏi đầu mày nè. Nó chạy tuốt dưới kia, nó quay đầu lên đó các bạn. Đó. Đó, quẹo vô rồi, thấy không? Siêng năng thiệt chứ. Ở đâu có tiền kia kia. Trời, nó chạy đúng xa luôn, nó chạy tuốt dưới kia, nó quay đầu lên luôn. Chịu khó lắm. Hello cưng.
Mày về. Ở nhà chơi game là chơi tối ngày đi xịt sơn phá không? Ủa? Ờ, tụi nó chạy xuống sơn chứ. Tụi nó ăn một gậy rồi mà nó vẫn chạy xuống chứ. Vô không giờ? Vô. Đó, riết rồi mang xe nó tàn ngủi đít nhà không mà các bạn. Ngộ ghê vậy. Các bạn ơi, chơi cái kiểu này mình nhớ lại cái hồi mình chơi Contraband quá. Nhớ đi lục soát xe đồ quá. Để hôm nào mình chơi lại game đó. Tại mình vẫn còn cái kết kia chưa chơi. Thôi thiệt. Vô đây cái nhớ lại cái Contraband ghê. Ngồi soi đèn pin vô cái xe xong rồi đi lục soát đồ. Có cầm cái dao mà mình gọc đó. Gọc ghế. Nè bây giờ các bạn có cái này đúng không? Các bạn sẽ trồng cây ở trên này. Chi gì? Nó vô chi. Mà được cái này nó là ghế đá, ngồi được. Chứ là mình sẽ đặt cái máy bán nước tự động ở khu này. Biết khách có ngồi không mình cũng không biết nữa. Nhưng mà đợi trời sáng đi chứ mình thấy nhiều việc quá. Rồi mua máy che nữa. Còn ráo không vậy? Cái bãi kia là mình chưa có làm gì luôn á, mình chưa có lên đường nhựa đồ này kia luôn các bạn, nó chỉ là khu đất trống thôi. Mình đang đợi trời sáng để mình xem coi nó như thế nào. Có ráng không chị? Hay quá chị ơi. Đi xe hơi mà không có ý thức. Có tiền mua xe. Ừ mà không có tiền mua ý thức nó. Thêm con này nữa nè. Rồi mệnh đi. Dừng buông mình. Buông mình lái xe. Bả ngồi có cái thế bả ngồi kìa. Nó còn chừa một khúc ở phía sau luôn á. Sao không kéo ghế ra ta? Chắc kéo hết cỡ. Qua chân ngắn. Ok. Không thiệt mà chân ngắn cho nên là đâu có đâu có ngồi được. Thiệt. Đó. Tôi thấy có ai chạy sáng sớm vậy? Không đi học. Vô nó me nữa. Có cái hàng rào đỡ hơn nhiều á. Không có hàng rào nó chạy tuốt. Các bạn coi nó chạy à. Chạy xuống dưới đây. Xuống tuốt dưới này luôn. Hello cưng. Hey, get the hell out of here. Mày quýnh được con cái hay các bạn. Mình quýnh. Muốn quýnh nhiều hơn cơ. Cái tiếng đóng cửa nó mạnh thiệt chứ. Giống em á. Em đóng cửa cũng mạnh lắm á. Không, đóng không có cái cửa luôn. Rồi, mình đi. Đóng giờ rất là nhẹ nhàng. Này giống cái sắt hơn ghế đá. Để đây đi ha. Để đây ngồi nó hợp lý không? Mấy cái này nó là cái gì nữa các bạn? Để đây thì chơi bóng rổ mới công dân vô đầu cũng vậy à. A little longer than a few minutes later. À, hiện tại thì mình thấy để như này nó ok hơn để cái ghế các bạn. Cho nên là để nó đi một xíu mình đặt đồ sau. Bây giờ mình sẽ đi thử cái máy che. Mình mua ủa máy che nặng dữ vậy ta. Mua 6 cái mà 60kg rồi nè. Mua 2 lần đi. À không được các bạn. Còn nhân viên thì mình đang có. Đây là Porter và War thì từng người khung giờ khác nhau nha các bạn. Từ 10 giờ tới 6 giờ. Và từ 6 giờ tới 2 giờ sáng. Và từ 2 giờ sáng tới 10 giờ. Là tổng là mình phải trả $600 cho một vị trí. Đây. Auto là cái gì không? À, cho nó tự làm hả? Còn bảo vệ các bạn thì là $300 một giờ. Ở đâu một ca làm, mình có 3 ca thì tổng cộng là $900. Thuê luôn. Dạo mà. Rồi để tôi coi mặt mũi mấy người nhân viên với bảo vệ. Con cái mình không có nhân viên dọn rác các bạn. Phải lên cao hơn mới có, nhưng bây giờ mình vẫn phải đi dọn. Thân làm chủ nhưng mà vẫn phải đi dọn rác. Rác quá trời luôn á. Xả gì đâu toàn chai nước không à. Cái xe đặt hàng trong này nó hơi dở mà. Con xe nó có chút xíu mà chở không được nhiều chân á. Mình muốn chở được nhiều hơn nhưng mà nó không có chở được hết. Đây. Đây là cái bãi đất trống mình chưa mới mua đâu, mình chưa có làm gì hết trơn nữa các bạn. Thì nó còn hơi chưa có làm gì hết. Nên đây là những cái trụ cột nè. Đây là cái đường xe chạy nè và đậu xe là sẽ là trong khu vực này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi cán nhựa đường ha. Bên này bọc rác đâu rồi? Ok.
Rồi, bớt rác rồi đó. Nhân viên đâu rồi? Nhân viên làm việc có nhân viên bảo vệ đâu ta? Chứ mình thấy là xa xa khúc kia nó chạy tới nữa rồi đó. Nè, khúc đang cắm đầu cắm cổ chạy nè. Đây, tới đây. Xa quá mình không thấy luôn các bạn. Xa quá. Nói gì vậy là level 3 với level 4 là nó sẽ lên tầng. Tại vì trong khu đất này nó không có còn gì được nữa rồi các bạn. Nó đang chạy tới kìa. Xa thiệt luôn á. Rảnh đi. Khóa chạy bộ ghê. Tới đây. Tôi tiếp. Hết rác rồi đúng không? Ok, hết rác rồi. Ôi nhanh vậy. Mình mới vừa thấy nó bên kia luôn. Rồi, đi đi chị. Để em khẽ đầu này cái. Hey, mày láo. Get the hell out of here. Rồi, giờ mình lấy đồ. Sao cái máy chè? Ha. Nặng quá vậy. Cái máy chè nặng quá vậy. Thấy được 5 cái à. Mình chưa thấy một mũi nhân viên mình đâu luôn á. Nó nấp vào bàn nó đi ngủ. Đặt thử cái máy chè. Oh. Ê nhìn nó hơi phèn không? Nhưng mà nó cũng có che được đó, nó che mát cũng ok, nó rất là hiệu quả. Thiệt, nhưng mà nó kiểu xài ton mà người ta dục các bạn. Ừ, đồ rẻ mà, phèn thiệt chứ. Mấy con mình thuê bảo vệ rồi mình thấy nó tới ta. Không thấy mặt mũi nó luôn á. Bây giờ tôi lên 3.000 đô, trải luôn, đường đi vô luôn. Rồi, đã mở cửa được cái bãi đậu xe thứ hai. Cậu này phải lên level 4 các bạn. Mình mua tiếp cái này nữa. Rồi đợi một đợt giao nữa. Ủa là nhân viên làm việc chưa ta? Có tiếp auto rồi nè. Mà sao không thấy ta? Lại nhân viên tôi đâu chưa rồi? Mang tiếng hay là thuê. Qua ngày mới làm. Chắc vậy quá, mang tiếng thuê nhân viên mà không thấy đâu hết trơn á. Còn mấy cái ghế mình không biết đặt ở đâu nữa. Ê đặt đây được không? Không. Nó không bạn. Nhưng nó chỉ cho đặt ở dưới nền thôi à. Nền bên này nè. Này giờ không biết đặt đâu, đặt ngồi giữa tường đi. Ê, đặt ngay cái chỗ khuôn gỗ bạn. Rồi bóng rổ văng vô bể đầu à. Trời lắm, bể đầu. Mai nó đánh giá một sao, nó chưa bãi đầu xe gì đâu à. Không có tâm đặt ghế đá ngay khu bóng rổ. Bạn, chơi bãi lại. Đầu xe không có tâm nên đâu có tầm đâu bạn. Ê. Ê, đụng chạm nha. Chưa mua được thêm cây nữa. Tại vì cái xe này nó nhỏ quá. Mua xe bự bự đi anh trai, mình mua mình tiết kiệm mà mua xe có chút xíu à. Ờ ok. Rồi bây giờ đi đặt tiếp cái máy che. Các bạn lên full máy che thì tiền thuê nó sẽ tăng lên. Mình đang vào mình đang bắt đầu đặt cây đi qua đi lại nó vướng à. Che, che. Che. Quá đã. Quá đã. Cái là không có như nhiệm vụ rác. Ê ông già, ông già, ông già, ông già trộm xe, ông già trộm xe. Đây là chiếc này nè các bạn, chiếc nào nó đang nhá đèn nè. Trộm xe mày, trộm xe hả mày. Cút. Cái này phải làm thêm cái animation là người kia nó bị đắm cái xỉu. Ờ, tôi cũng muốn. Đắm mà chạy được. Nè, bãi đầu xe thứ hai của mình nè các bạn. Tuy nhiên thì chưa có sơn. Ồ tính ra nhiều việc làm ghê luôn á. Rồi gì bay? Gì đây vậy? Mày biết chạy xe không? Tụi bay có bằng lái không? Cái quần đùi gì đây? Rồi vậy rồi khách sơ tao ra được. Trời đất ơi này các bạn. Bắt đầu tới lúc mình sử dụng cây súng thần thánh. Rồi ra đi. Rồi mời chị đi. Ôi vậy mình sắp lên level 4 luôn rồi nè. Được nữa cái tay rồi nè. Gì nữa? Thôi tôi quỳ lại tôi mới chạy cho nó đàng hoàng được không? Có lái không? Không có đưa xe đây chạy giùm cho. Nhưng mà mình sở hữu cái khu đất này thì chắc chắn là mình phải đi mấy con xe xịn hơn nhiều các bạn. Đâu thể đi xe phèn được. Nhìn khu đất này đã. À sở hữu không? Ừ, khu đất này mà không. Khu đất này không có trung tâm mà không có làm gì được. Ừ, trung tâm mà vậy hơi phí luôn các bạn.
Bạn tính ra ở đây mình kinh doanh đó bạn. Ở đây mình cho thuê bán đồ ăn nước uống bạn. Trời ơi, đỉnh luôn bạn. Nó lạ lắm. Ơ vậy vậy. Ơ cầm gì vậy? Ơ. À nhân viên. Nhân viên của mày đâu. À nhân viên là bây giờ mới đi làm á hả? À hình như lúc gì là trong ca cho nên là nó chưa có tới các bạn. À ông kia là ông bảo vệ, còn cái này là thanh niên porter, là thanh niên canh cổng nè. Đó, ông kia đi bảo vệ, bây giờ ông đi vòng, ông chạy đi, ông đi. Đó, không tiền giùm ông. À, bắt đầu tôi thấy xe bắt đầu nó hơi làm mất tiền của tôi. Nha, cái quần đùi gì bay. Tôi mày chạy cho giống người xíu mà được không? Nó muốn quần đỏ đi luôn chỗ khác bạn. Nó ra nó dành vậy nè bạn. Có được không? Cái chỗ ấy nó có chút xíu mà. Con này dành tới con kia dành. Hay quá, có thanh niên thuộc tiền. Trời ơi, đỉnh quá anh ơi. Quá đỉnh. Hay quá, mình có thời gian mình làm chuyện khác rồi. Chứ cứ chạy tới chạy lui hoài mệt quá. Mua thêm mái che ha. Tạm thời mình up lên full mái che khu mình cái đã. Rồi mình mới mua mấy kia sau. Có bảo vệ, bạn nhìn bảo vệ chạy tội nghiệp với bạn. Tôi tưởng nào tới tôi tính gõ đầu nó rồi đó. Xong rồi tôi thấy nó cầm cây, cái cây nó cũng giống tôi. Thấy nó cầm cái cây quen lắm bạn. Thôi, nhàn á. Được thuê được nhân viên là nhàn, không sao đâu, mình trả tiền là xứng đáng mà các bạn. Tại vì mình còn bỏ được mấy con xe này, mình không làm thu tiền thì... Ủa anh ơi, anh ơi. Mé đầu lên đầu lên cổ người ta vậy kìa. Nó lạ lắm. Là sao vậy? Là sao nữa vậy? Mất mớ gì đâu, đầu cổ người ta cái bãi thì rộng biết bao nhiêu luôn. Có thiếu chỗ đậu đâu. Nó đậu vậy đó. Tại nó thấy màu đỏ bạn chứ. Bạn đậu hai chiếc mày sáng ra thấy ba chiếc. Không. đậu đè cổ nhau vậy. Ủa rồi anh cảnh à, giờ này mấy anh đấy đi về. À, qua ca khác người khác làm. Đó, người mới. Sao không làm full time đi, là tôi nâng lương được cho. Anh nâng lương chút đi rồi nó làm. Ủa sao hàng không lấy được vậy? Ê. Dạ, sao? Không lấy được hàng các bạn ơi. Nè. Hàng bị treo rồi. Nó bị lỗi rồi. Lâu nó bị khùng vậy á. Kìa, không lấy được kìa. Bye bye anh trời. Anh báo lắm, lỗi dữ lắm luôn. Mình lát tới 2-3 lần mới con xe nó mới có thể giao hàng cho mình bình thường được các bạn. Rồi thì nãy giờ trong lúc mà mình đợi nó để giao hàng, để nó không có bị lỗi nó, thì mình lên được khá tiền. Nhờ vào nhân viên nó đứng nó thu tiền cho nên là mình cũng không có còn phải lỗ nữa. Rồi còn một cái máy nữa, với lại ở phía bên kia luôn. Và mình mới vừa mò ra được á, ngoài cái việc mà các bạn nâng cấp cái này, các bạn còn nâng cấp cái chỗ này luôn nè các bạn. Với lại nâng cấp văn phòng của mình luôn, để mình cho các bạn xem ha. Nó nằm ở bên cái mục shop. Rồi, không phải. Đây, trong cái mục parking nè. Ở bên này các bạn sẽ có office level 1. Thì bây giờ mình sẽ lên level 2, mất 8.000 đô. Rồi, level 3 nhìn đã vậy, nhưng mà phải level 5 mới được. Và mình sẽ lên cái gọi là lót gạch đi bộ. Hơi tốn xíu nhưng mà không sao, đẹp là được. Có cửa rồi nè. Trời ơi. Rồi cái nhà cho nó xịn vô, rồi cái bộ máy tính thì nó phèn, rồi cái tường nó nứt dữ bay. Không, cái bạn tường. Cái kiểu nó vậy bạn. Bạn cái kiểu không à, nó giống như là nó tạm bợ ấy. Bạn cứ cho là cái kiểu đấy. Ủa sao trong đây đẹp vậy? Bạn đẹp nếu không mở đèn, bạn nè đứng xa nhìn đẹp đúng không? Nè đứng xa nhìn nó rất là đèn. Mịn luôn. Thấy đèn, sao đèn. Mà các bạn lợi gần các bạn thấy nó rộ. Trời ơi, cứu từ đây. Mình có một cái này xấu quá à. Nhìn hoa mắt quá à. Ê, bảo vệ. Xe này em. À, bảo vệ, ok bảo vệ. Em ăn ngay chết rồi nha mày. Rồi bây giờ mình sẽ đi mua sơn, mình kẻ cái chỗ đậu xe bên cái level 2 cái đã. Mua sơn. Từ, mua thêm cái parking limiter. Bây giờ mình, các bạn lên nhà kho các bạn sẽ lên được thêm cái ký này, cái xe tải chở được nhiều hơn là chở được gấp đôi. Lên được 120 rồi đó, lúc đầu có 60 à. Mà vẫn đi dọn rác bằng tay. Cuộc sống mà biết sao giờ.
Thôi để em cho anh về thế giới bên kia cho nó khỏe anh ơi. Rồi anh muốn đi chung luôn không? Để em cho anh đi chung luôn. Rồi bye bye anh. Xe ra vô bắt đầu nó lỗi rồi đó các bạn. Không biết là nó nhiều quá hay là do nó có mấy cái mái che cái nó ra vô nó lỗi em lum vậy. Ủa đâu còn rác nhiều ta? Sao tới âm 12 dữ vậy? Rác cũng dọn cũng sạch sẽ lắm mà. À đây. À có cái mái che á, khó nhìn hơn nha các bạn. Nó ẩn vô trong cái chỗ tối á, nhìn không ra luôn. Đó, bên này sạch rồi nè. Bên này đây. Đó, sạch sẽ. Hàng giao, hàng giao. Ô văn phòng của tôi xấu quá. Thì ra cái đống đồ ở trước là cái chỗ để nó nâng cấp cái văn phòng của mình. Nhưng mà nâng cấp lên xong mình thấy nó... Ồ, nó trải ra tới đây luôn hả? Nó lót cái gạch đi bộ á. Chi vậy? Chi tốn tiền vậy? Trong kia đủ rồi. Dạ, cái này cũng full nữa hả? Vậy lấy sơn trước đi. Để mình trả cái này về. Rồi ok. Mình nghĩ là đóng cửa để mấy thằng trộm nó không vô các bạn. Tại vì mấy ông kia không có tới cái chỗ đó để quản lý. Cái văn phòng là của mình riêng. Còn mấy ông đó chỉ quản lý ở khu vực này thôi. Mình nghiệp chạy tốt cái kia đó cơ. Mình cần phải kẻ sơn. Mình cần phải mua hàng rào. Mình rào lại hết cái khu này. Kẻ sơn lạ bạn. Tôi cũng biết các bạn không chơi sơn là xịn lắm bạn. Xịt bao dính bao lâu luôn. Xuyên thì ra là cái bạn. Chỗ giữa nó là để đi vô. Xong rồi hai bên. Vô hai bên. Nhưng mà tính ra vậy thì nó cho cái ngay chỗ này nó quẹo vô luôn. Nó tiện luôn hả bạn ha. Ừ. Nó quẹo trên kia xong rồi nó vòng vô đây. Cái nó lại vòng qua đây hoặc vòng qua đây. Thấy nó cực ghê. Đây bên này là hiện tại tại tạm thời là chỗ đậu giá rẻ. Ai mà nghèo nghèo là vô đây đậu cũng được. Chậm xe chứ đó, chậm xe. Có bảo vệ lo. Tôi trả tiền rồi đấy, ông hết kêu hơi lâu. Kìa, ông chạy tút chiếc kia kìa. Sao đâu? Tháo cái cửa ra luôn các bạn. Bị gì thì bảo vệ bị trừ lương. Ô lên mà 4 luôn rồi kìa. Đặt. Rồi hết rồi. Đó đó, bắt đầu mấy con xe nó tị nạnh nhau rồi, thấy không? Ủa, sao bảo vệ? Nó nói rồi. Cái cửa không, nó chưa? Bị đuổi rồi, nó bị đuổi rồi. Không sao, không sao, không sao. Không sao, không sao. Cái hồn. Nó bị đuổi rồi nhưng mà con xe nó vẫn còn hú đó bạn. Lụm. Lụm. À, tới đây có người canh cửa thì bắt đầu cũng cuốn cuốn rồi chứ không có người canh này nó hơi chán. Người canh này cái nó nhàn gì đâu. Mình không ưng cái nền này. Nó mà cho mình đổi cái nền này, mình đổi cái nền khác. Bạn có thấy giống vậy không bạn? Nhìn nó... Thôi, xấu. Mới khởi nghiệp bần bần tí đi bạn ơi. Nó xấu mà nó hoa mắt lắm luôn á. Level 4 thì mình sẽ được cái gì? Mình lên bãi đậu xe 3. Là ở đâu nữa vậy? Ê, 3 chắc tôi nghĩ phải lên tầng chứ. Tại vì không bạn, không bạn. Tầng nó nằm ở khác nữa bạn. Bạn nhìn nè. Tầng là tầng này là mở khác nữa. Rồi nó có tầng hầm nữa nhưng mà chưa. Hiện tại là chưa có update. Nhưng mà bãi đậu xe 3 thì nó nằm ở đâu? Rồi được rồi bạn. Hả? Lần đầu tiên tôi thấy một khu trung tâm mà hả có một cái bãi đậu xe chà bá bốn mặt tiền. Ê, chắc mình để mình lên level 3 luôn các bạn. Cái mái che này chứ mình mua mấy cái này nó phí mà không bán lại được nữa. Nó không có chỗ để bán. Để đây mình... camera. Hàng rào 2, hàng rào 3 là level 6 luôn hả? Mình đang mới có level 4 à. Nhưng mà bắt buộc các bạn phải mua thì nó mới lên level được. Mua camera thử coi. Này level 5 lần, không có tiền mua. Nè, báo full nè. Cái đèn này nãy mình đặt mà mình chưa có kịp mua để mình xem của nó là cái gì nữa. Máy. Rồi hết tiền luôn. Quá hay. Còn 205 đô, quá đỉnh. Ủa gì bãi đậu xe rồi ba nó ở đâu? Nó kéo xuống dưới kia nữa hay là nó mở? Bạn ơi, nó mở bên này. Nè. What? 3 với 4. Bạn, 3 với 4 nè. Không hiểu. Phải. Tôi từ chối hiểu. Phải chứ. Mình cũng từ chối hiểu luôn á. Thế quái nào. Ê, nhưng mà nha, cái chỗ này nó có thể làm được một chỗ đậu xe nữa luôn á. Là cái khu này nó nếu mà nó làm gọn lại là được hai chỗ y như này luôn nè. Nó làm như nó cồng kềnh.
trung tâm thành phố các bạn. Đây, những tòa nhà thành phố lớn mà nó nguyên cái khu đậu xe, phải nói là nó rộng, mình không biết bao nhiêu mét luôn á. Rộng không tưởng tượng được. Ý, chết bà. Có một con xe lúc nãy nó bị cậy. Tao nói mà. Nói gọn. Mất bánh hả anh trai? Ý, trộm nào ác dữ vậy. Thôi để em đền cho anh nè, thông cảm đi anh ơi. Thông cảm bỏ qua nha. Thì thông cảm bỏ qua, thông cảm bỏ qua. À, rồi mình hăng hỉ 300 đô. Khi mà các bạn đền bù 300 đô thì ủa rồi nó chạy ra với cái xe không có bánh xe luôn à. Đu. Đỉnh. Được bạn. Đỉnh. Khi mà các bạn đền bù thì nó chạy ra nó sẽ không có thu tiền. Nó chạy cái sườn bạn. Ê tao nghe tiếng quéo 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 mày ơi. Tôi nói rồi. Khu dưới này nó chưa có bảo vệ nè, tụi nó vô tụi nó. Chết ngày vậy. Ê nó không chấp đẹp. Ê cái đẹp. Hey, get the hell out of here. Rồi mấy bảo vệ tụi nó đâu mất tiêu hết trơn rồi. Ây da, nhiều gì quá. Ê như level 4 mình thuê được dọn rác. Đúng rồi. Tôi có 600 mấy đô tôi thuê được rồi. Level 4 mà mình thuê được người dọn rác các bạn. Vậy đi cho nó khỏe chứ xách cái xô đi đòi rác hoài à. Chưa kịp coi cái xe kia nữa. Này bắt đầu bây giờ mấy cái object nó hơi ngu. Vô. Để tôi đi thuê người dọn rác. Mệt quá mà. 400 đô. Sao mắc dữ vậy ta? Hơi mắc á. Giờ này đang là 21 giờ đúng không? 2 giờ tới 10 giờ. 10 giờ tới 18 giờ. Mình tạm thời gì trước đi. Ủa, ở đâu hình như nó lào nó mới trả tiền sao các bạn, nó không trừ tiền liền. Thì thuê được hết luôn, ok. Thôi, mệt quá. Tụi này nó làm nó phá nó báo không à. Không có gọi mà yên bình được một xíu nào hết trơn. Nhất là cái con báo nó trộm đồ á. Cái con báo mà sập tường thì nó còn đỡ là các bạn chỉ bôi cái đó đi thôi, còn cái con báo mà nó trộm đồ là phải đền tiền cho khách á. Mất uy tín với khách nữa. Hay là chưa có con báo nổi vô kho mình trộm. Đây, camera. Đèn, mình chưa biết đèn này gắn cái gì. Máy bán nước với lại mấy cái cục. Mấy cục này như cục đó, cái cục G đúng không? Ừ. Cái G để nó cho mình biết là mình lùi tới rồi các bạn. Cái đó hơi bị tiện. Để mình coi camera nó sẽ gắn ở đâu nha. Gắn nhà. Không. Gắn ở đây thì gắn ở đâu? Quá ta. Ờ gắn cái à đây. À gắn cái cột. Ồ. Có hồng ngoại không? Không. Không. Cam nó có thui bạn. Giống như là cái cam nó gắn cho có vậy á. Bây giờ mình sẽ thử mình xem có mấy cái đèn. Ê hay quá. Đây. Đó. Trời ơi phải như vậy. Tại sao nó chơi cái đèn này ta? À chắc là để cái mái che các bạn cho nên là mới dùng cái đèn này. Đây. Nó vậy nó có phải sáng không? Ê, tôi thấy thằng gì nó chạy nha. Bảo vệ, lụm nó lại. Bảo vệ mày biết lụm người không? Biết. Chắc biết á. Cái cuối mình chưa có chưa có sơn, mới sơn được, đem được con cái à. Ủa sơn mới gắn được, sơn sao không được tại vậy? Tại vì bạn, sơn thì nó mới tính là nó là một cái bãi đậu bạn. Còn chưa có sơn thì nó không có tính là một cái bãi đậu. Đúng là mấy con AI nó không nhận biết được. Tối quá à. Rồi tôi đã thuê nhân viên dọn rác rồi, tuy nhiên thì qua khung giờ này nó mới tới nó làm việc. À, hay quá, có đèn sáng sủa rồi đó. Sáng sủa, tối sủa là được rồi. Mình còn 1000 mấy, có thể mua được thêm miếng nữa. Mua thêm để coi, mua thêm cái đồ đậu, không mua thêm đèn. Đèn gắn ở tường với camera. Ê camera rẻ cho ta, có 100 đô một cái à. Bao rẻ luôn. Đèn này mắc nè, đèn này 500 đô một cái mắc. Mắc mà cố luôn, cái gì đây? Ồ. Ê bạn Lu.
Anh thấy gì không? Camera nè bạn. Nát chưa? Đồ nát chưa? Ừ. Nhưng mà mình gắn mấy con cái cho nên là mới soi được có một góc rồi các bạn. Nhưng mà thấy nóc không à? cũng nó nét nhưng mà thấy nóc. Ừ, thấy nóc không à. Nè. Ủa mà nó có hoạt động không vậy? Xe chưa vô đúng không? Để tôi đứng tôi dòm. Để tôi đứng tôi dòm nó xem coi là có xe vô thì nó có hiển thị trên camera hay là con xe kia đi nó có hiển thị không, hay là nó chỉ là một cái hình ảnh cho có thôi. Nhưng mà nét nhỏ. Ê, tôi chắc chắn nó là hình ảnh cho có đó. Chứ tôi thấy nãy giờ nó đứng yên không à. Nó mới di chuyển. Vô anh ơi, vô anh ơi, vô. Rồi, xịt keo lại luôn, rồi xịt keo. Bye anh. Đóng cửa. 5 cái camera. Một cái đèn mắt quá, đèn quá mắt luôn. Đó, có người dọn rác rồi kìa các bạn, giảm dần rồi kìa. Này để mốt mình trang trí lại. Bây giờ mình đi gắn camera tiếp. Mỗi một cột mình sẽ gắn được một. Ủa bên này không gắn được hả? Ủa men. Ủa tôi tưởng gắn được luôn á. Mới tưởng tượng. Là gắn ở đâu nữa ta? Chứ tôi mua 5 cái lần đó nha. Tôi mua nhiều lắm á. Ê. Ê bậy. À đây đây. Ủa sao là cho gắn khu gắn được một cái rồi hả? Đừng nói khu gắn một cái, đừng một cái cam coi hết nguyên một khu nha. Sao keo vậy? Đấy. Hình như vậy á. Keo gì mà keo thế. À đây, trong thời gian đó mình đi đặt mấy cái này luôn cho nó tới. Đây. Đó, những như dọn rác. Khứ quà, mà trốn đâu mất tiêu rồi. À, còn cái cối đủ luôn. Ok. Rồi. Tuyệt vời. Giờ mình gắn đèn. Con cái à, thông cảm nha. Nhưng mà không gắn được camera nữa các bạn. Nó chỉ cho đặt ở trên những cái cột này thôi. Nhưng mà những cái cột này thì nó không cho đặt thêm nữa. Keo thiệt chứ. Làm tôi mua quá trời. Tôi tưởng đâu tôi gắn được. Tôi ngồi tôi coi một cái cam mà soi nguyên một khúc luôn. Ồ, ok, có đèn gì cũng được rồi. Sau này đêm dài với ta. Thấy đêm nó nhật trâu hơi bị lâu luôn á. Đang đợi trời sáng để coi camera đồ này kia. Đó, ý, ý, luôn. Một cái cam là một cái tivi. À, vậy đặt nhiều cam loại dạng tivi. Ừ, là nguyên một dạng như vậy là nó chỉ cho đặt có 4 cái cam thôi bạn, 4 bãi đậu xe, một bãi là một cái cam. Nhưng mà có cái tivi nào nó mỏng hơn không? Cái này dày lắm bạn ơi. Mình nhìn cái mà nhìn cái laptop đó, rồi nhìn máy tính thử rồi lộn laptop. Máy tính. Nhìn thấy cái máy tính này thì đòi hỏi gì ở cái này? Có tiền ở khu hả? 4 mặt tiền mà lạ lắm. Nhưng mà sao cái con xe này. Ừ, đúng rồi nó nha. Không thấy nó di chuyển trên camera các bạn. Không. Okay, nhìn thấy trên camera mọi thứ nó đều yên tĩnh, nó không có động đậy gì hết trơn á. À gì nó nói các bạn. Phải không di chuyển được. Nó chụp tấm ảnh rồi hả? Chụp tấm ảnh xuống treo cho nó thôi. Ừ, nghe cũng có lý phết. Rồi thì coi như là hôm nay mình đã cùng với các bạn xem qua những cái nâng cấp mới của bãi đậu xe của mình. Thì mình sẽ tạm dừng cái video đây luôn nha các bạn. Nếu các bạn thích cái series game Parking Tycoon Business Simulator này thì nhớ đăng ký mình như like video và share đối với mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn bạn video sau. Chào các bạn, bye bye. Tập sau thì mình sẽ mở bãi đậu xe thứ 3 nữa. Và mình sẽ cố gắng nâng cấp lên những cái máy che này cho nó xịn hơn. Chứ mình nhìn này nó hơi phèn các bạn. Đấy, chào các bạn, bye bye.